Chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin biến động vàng sáng thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Cập nhật tình hình giá vàng. Bản tin được phát từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên niên vn và kênh YouTube và TikTok Báo Thanh Niên. Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 10, giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục đứng yên, nhưng vàng nhẫn tại nhiều đơn vị kinh doanh lại tăng lên trên 83 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới giảm 2 đô la Mỹ còn 2658 đô la Mỹ mỗi ounce. Kim loại quý không có nhiều biến động trong khi giá đô la Mỹ tăng trở lại. Vàng được xem là một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Những ngày qua xung đột quân sự tại Trung Đông khá căng thẳng khiến các nhà đầu tư lo lắng và giá nhiều tài sản cũng lao dốc. Theo ghi nhận của báo Thanh niên vào lúc 10 giờ sáng 3 tháng 10, giá vàng miếng SJC niêm yết đứng yên ở mức 82 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 84 triệu đồng mỗi lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 82,5 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn bốn số 9 được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 81,6 triệu đồng và bán ra 83 triệu đồng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, công ty cổ phần vàng bạc đặc quý Phú Nhuận PNJ mua vàng nhẫn với giá 82,2 triệu đồng và bán ra 83,2 triệu đồng, tăng 100 000 đồng. Riêng tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 82,2 triệu đồng và bán ra 83,15 triệu đồng. Giá vàng nhẫn bối số 9 trong nước nhìn chung đã tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 83,5 triệu đồng lập được vào đầu tuần. Đến với mục sóng tỷ giá, thưa quý vị, giá đô la Mỹ trong và ngoài nước đồng loạt tăng giá. Các ngân hàng đã tăng giá ngày thứ hai liên tiếp. Ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 21 đồng lên 24.115 đồng mỗi đô la Mỹ. Trên thị trường liên ngân hàng, giá đô la Mỹ tăng thêm 25 đồng lên 24.655 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng đô la Mỹ thêm 10 đến 50 đồng. Việc Công Bên mua vào lên 24.490 đến 24.520 đồng, bán ra 24.860 đồng. ACB mua vào lên 24.520 đến 24.550 đồng, bán ra 24.880 đồng. Các ngân hàng đã tăng liên tiếp giá đô la Mỹ trong 2 ngày qua. Giá đô la Mỹ tăng những ngày qua đến từ nguồn ngoại tệ trong nước thâm hụt so với những tháng trước. Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2024 đạt 14,55 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu đạt 14 tỷ đô la Mỹ cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 546 triệu đô la Mỹ. Tính từ đầu năm nay đến hết ngày 15 tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 18,04 tỷ đô la Mỹ. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 30 đồng, mua vào ở mức 24.950 đồng, bán ra 25.050 đồng. Đô la Mỹ tự do đang cấp hơn mức cao kỷ lục đạt được hồi tháng 6 ở mức hơn 1.000 đồng mỗi đô la Mỹ, tương đương mức giảm 3,8%. Trong khi đó, giá đô la Mỹ quốc tế tăng mạnh trở lại, chỉ số USD Index lên lại mức 101,6 điểm, tương đương mức tăng 0,4%. Báo cáo việc làm quốc gia Mỹ của ADP được công bố cho thấy bảng lương tư nhân đã tăng 143.000 việc làm vào tháng 9, sau khi đạt mức tăng 103.000 việc làm trong tháng 8. Các nhà kinh tế cho cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo sẽ có thêm 120.000 việc làm. Dữ liệu kinh tế được cải thiện và những bình luận gần đây của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã khiến giá đô la Mỹ tăng. Thị trường giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% vào tháng tới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Biến động vàng cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong nước và quốc tế hay những biến động của thị trường ngoại tệ quý vị đừng quên bấm like đăng ký kênh youtube báo thanh niên và bật nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong và ngoài nước mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại